Hello, xin chào mọi người. Lời nói đầu tiên cho lại gửi đến lời chào đến cô dì chú bác anh chị em gần xa luôn nha, với toàn thể anh em đồng nghiệp luôn nha. Có một ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn luôn thành công trong mọi công việc nha mọi người. Hôm nay lại cũng đi thăm bẫy nha mọi người. Hôm nay mình sẽ đi thăm bẫy cái luồng gần nhà cho mọi người. Hôm giờ mình cũng không có chuột mọi người. Hôm nay mình mới mượn của ông anh mình là 11 con chuột cho mọi người. Rồi mình đi thăm thăm thí đại đi, về cái nào mà dính thì mình thay, cái nào chết mình thay, còn cái nào mà được sao mình dính mà nó hết chuột thì mình cũng để thí để thăm chay luôn nha mọi người. Anh xui thì hôm nay thì mình đi thăm mời mong sẽ có hàng siêu to khổng lồ gì nha mọi người. Hôm nay mình sẽ đem cái bẫy si cua thêm nha mọi người. Bẫy si cua, bẫy này bẫy bẫy lớn nha mọi người. Bãi lớn này mình sẽ đánh vô cái chỗ mà dính em mũi hèo lớn đó mọi người. Rồi nó đợt sau này mình thấy có động tĩnh là có nghĩa là em mũi hèo bự nữa vô nữa, nhưng mà ngặt điều là nó vô và đảo ra được lại được mọi người. Giờ mình sẽ lấy cái bẫy này mình thế vô vậy đó. Hôm nay là túi lưới của mình mọi người. Rồi chuột này nè, nó có 10 có 11 12 con vậy, mấy con lưa que vậy. Thôi thì mời mọi người theo chân lại trải nghiệm với thăm những cái bẫy nha. Rồi tới cái bẫy đầu tiên mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây mọi người, giờ mình đã tới cái bẫy rồi nha mọi người. Hồi nãy mình có thăm mình thăm hai cái bẫy mọi người, hai cái bẫy rồi mà nó không có dính mọi người, nhưng mà nó có dính dính em lớn mà. Thôi mình không quay luôn, mình quay chắc mình xóa bỏ này nha mọi người. Rồi ở trong này một con cái nha, mình sẽ lấy cái bẫy này vô mình thay nha mọi người, thông cảm nha, đây kế nhà người ta lắm, mình nói chuyện lớn được nha. Mình đặt sát cái tường mọi người. Rồi chỗ này nó đá gì đâu mọi người. Rồi chút bớt vô ngồi nó chút đá gì nữa. Ủa nặng nha, trời ơi em không ngựa tán thằng. Lại hổ ngựa nó gọn thợ, lại hổ ngựa nó gọn phương thôi, ngựa hoài cũng thật. Mình sẽ lấy cái này thánh vô luôn rồi. Mình sẽ lấy cái này ra ngoài mình bắt luôn rồi, mình cũng cảm mình nha. Cái này có chuyện lớn được, em này cũng to luôn rồi. Bây giờ đi ra ngoài cho mọi người xem. Đây mọi người, ở đây gì đâu mà nha, nhìn trầm phức đẹp biết ghê luôn mà không có người yếu xìu à, gắn đến yếu xìu à. Đợt hãm dính cũng đỡ quá mà tự nhiên đợt này sau dính lại ít chứ dính không hết dính luôn rồi, nản thiệt. Mệt gì đâu nha, trời gì mà nắng ghê, mới thăm có mấy cái mệt luôn không nổi rồi mọi người. Tới cái bẫy của mình chưa xong, thấy cái bẫy mình không ngoài mọi người, rồi xong luôn rồi. Trời ơi trời, này chắc bị chó hay gì mọi người ơi, này chắc bị chó hay gì à. Này mình cuốn luôn nha mọi người, cuốn cái này luôn. Bây giờ mình ít chuột quá à, mình nghĩ là thêm được. Bây giờ mình sẽ quay bắt luôn người xem nha, dựng máy xuống nha. Mang đồ bảo hộ nha mọi người. Đây. Đây nè mọi người. Chà. Em này cũng to nha mọi người. Em này cũng to nha. Chà. Hổ
con người này cũng to lắm, làm được, làm được, dính bự được rồi, đừng có nhỏ được rồi, trời ơi, thấy gì là thấy vui vui đó mọi người, chạy có đỡ hơn không, cái trồng tưởng hơn ở giá mọi người, cái đen thương coi, cái đen thương nè, nấp trong đó làm gì không biết, anh đã nói rồi, cái đen thương nè. Đen thương coi, đừng để anh dặn nha, nè đây, em đây mọi người, em đây nè, thôi đây em đây mọi người, ý nó hung mọi người, nó hung nó cắn mình. Ừ, không với tao cũng không được đâu mày ơi, thôi mình đỡ máy nha mọi người. Ngày giờ mình đi thăm tiếp, cho mọi người xem. Nha mọi người, mình đã tới cái tiếp theo nha mọi người. Hồi nãy mình có thăm được thêm cái đó mọi người, dính được em cỡ 200-300 g nha mọi người. Này, đây nè, cỡ 200-300 g á. Nhưng mà mình không có quay được nha mọi người, tại người ta đang ăn tà mã. Người ta mới làm mã xong rồi tà mã. Rồi cho nên không có quay được, ta hát hò tùm lum chứ. Có người tới mọi người. Cho nên mình cũng không có quay được nha mọi người. Nhiều khi ta hát hò khi cái nọ mình quay lên á, rồi đụng cái bản nhạc, đụng bản quyền kia nếu mình không được nha mọi người. Giờ mình thăm cho mọi người. Xe qua. Ủa, nặng ta. Trời ơi, khổ ngựa nó hết trời. Trời ơi, cũng to nữa lắm nha mọi người. Mọi người này cũng to nữa nha. Trời. Vô khổ ngựa nó rồi. Ủa, em không ngồi to nha, em không ngồi to đùng luôn nè 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 mọi người. Giờ để mình là lại cho mát mình bắt nha mọi người, nắng quá chịu không nổi. Vô hổ ngựa nó gọi ông Phương, ông Phương trời ơi là trời, hổ ngựa truyền kiếp rồi ông Phương ơi. Đây, con hổ ngựa này hơi to nha. Để mang đồ bảo hộ luôn nha. Không mang đồ bảo hộ là không được à. Siêu hổ ngựa mọi người. Gọi là siêu hổ ngựa nữa rồi. Em hổ ngựa này màu tím tím nha mọi người, màu tím tím chứ không phải màu vàng vàng nha. Em màu ngựa màu tím tím, em này to nha, chả bá hình luôn á, chứ không có nhỏ đâu à. Chả bá hình luôn thấy không? Mà thấy không? Ui. Chú. Thôi để em bắt ra nha. Để em bắt cái ra nha. Em này cũng to lắm mọi người. Chả bá luôn á. Ra không ra ha, mày giết cái mày lì quá trời lì luôn ha, nói tới mày cái mày một đống chụp ảnh này ha, hư nè mày, hư nè, nói tới mày mày một đống chụp ảnh liền à, ăn uống không có biết sạch sẽ dơ giấy gì chứ mày á nha, không giữ tao không, thằng kia tao còn không ngán khi mày nhầm nhò gì. Đưa cho mình nha coi. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, các em này hung lắm nha mọi người. Em này hung lắm nha. Đó. Ba da là dứt liền nha mọi người. Đó, ok. Đó, người chưa nói. Ba da là dứt liền. Đồ, con hung kìa. Đó, con hung kìa. Đó. Anh nhìn mình thì bằng ánh mắt ghê tởm cả, ấy giá bậy bở
Cái này đau bự rồi, dính rồi, dính rồi. Trời ơi, dính rồi. Thôi mình hấp máy nha mọi người. Dính một vít rồi. Đây, đây rồi mọi người. Giờ mình đã tới cái tiếp theo nha mọi người. Cái ở đây là, ở đây là mình có hai cái mà mình mới thăm nãy một cái rồi. Không có mọi người. Còn đây cái nữa nè. Mình bữa nay mình cuốn hết. Ủa nè nè ta. Ồ không. Bồ ô bồ. Tôi giái trời. Tôi cầu Phật này kia cái nọ cho bồ dính hổ ngựa. Bây giờ là tôi toàn ăn hổ ngựa không bồ ơi bồ. Ồ nó mới ói chuột luôn à. Ồ lúc đó giờ mình mới thấy con chuột ói ói con hổ ngựa ói chuột các mọi người. Đó. Mới ói là ướt nhẹp luôn mọi người. Còn chắc mới vô thôi mọi người ơi. Con chuột còn không có bị thiêu quỷ gì trơn, còn bị gan luôn. Em này cũng nhỏ, cũng không nhỏ mấy. Bắt được rồi. Tán em luôn. Mang đồ bảo hộ vô giúp em đó. Bữa nay trong chỗ này dính không dính mình cũng cuốn hết mọi người. Đây hai cái này đây dính dính mình cuốn hết luôn á. Mình cảm thấy là ở đây không, nó không còn rắn luôn mọi người. Toàn là hổ ngựa gì mini minis gì không nữa. Ra đây. Mình lớn mà không biết ghê không. Ở đó xiết con chuột cũng thấy ghét không. Mày rất xui khi gặp tao. Đây. Nhỏ mà láo, nhỏ mà hung. Hiểu không? Chạy ra. Chạy ra. Mày chạy ra không chịu đưa đít ra nữa. Mày ghét mấy đứa đưa đít lắm. Đưa đít ra là sống không thỏa tao đâu. Mày không có cửa nào sống tao nổi chứ. Chạy đầu ra thì mày còn táp được lấy ra chứ. Còn mày đưa đít ra là thôi khỏi luôn đi cưng. Sống trên đời này. Người giàu sang. Ê, bậy bử. Vậy cũng táp được ha. Nhà hên táp vô giải. Em này cũng hơi chậm chậm nha mọi người. Thôi mình ấp máy nha. Hình như mình còn có mười mấy cái nữa hết bảy luôn đó mọi người. Nãy giờ mình thăm cũng hơi nhiều đó mà chưa không dính chứ. Đây nha mọi người. Ở đây là cái địa điểm cuối cùng của mình đây nha mọi người. Địa điểm đây mình mới giờ nha mọi người. Mới giờ là đây là 9 cái bẫy. Mình đặt ở chỗ vườn bử này nè mọi người. Chỗ vườn bử này là 3 cái. Mình nhớ mình đặt đâu đây ta. Bán chạy. Ở đây nè. Rồi chút quớt mọi người. Cái đầu tiên chút quớt rồi. Chuột cũng sống nhăn luôn. Mình đắp máy lại thăm mấy cái kia nha. Đây đây mọi người. Đây mình có con cá như này nè mọi người. Trong này bẫy nữa nè. Con một thú thú. Ồ nó nặng mọi người. Nó nặng nha. Nó nặng đó. Đây đây. Trời ơi là trời. Nó nặng mà nó dính ông cố nội lục mè. Chà bá hịnh luôn mọi người ơi mọi người. Đó mình đắp máy mình thả nó nha. Đây nè mọi người. Giờ mình đã tới cái vườn nhãn cái bên này mọi người. Rồi nhãn chung xê mọi người. Nó nhãn ấp nổi không? Hay nhãn chung xê không? Rồi nhãn lấy hên coi. Còn mấy cái cuối không? Đây mình có một cái mọi người. Cái này nè. Đặt không thấy người đặt bá đạo không? Ồ nặng nặng mọi người. Nặng nặng nha. Trời ơi ngựa nữa mọi người. Hôm nay ngày gì của mình nên ngựa không đi trời. Nó mệt thiệt bữa nay vô. Chính ngay bài ngựa luôn mọi người. Vẫn bắt tiếp. Hay quá ngựa rồi. Rồi đất luôn. Em ngồi đây cũng chậm nha mọi người. Cũng chậm á. Ôi. Ôi em bị đổi luôn. Ôi quá mệt rồi. Gái mình còn 2-3 cái nữa hết mọi người. 2-3 cái nữa mà hết luôn bảy mình luôn rồi đó.
nãy giờ là mình thăm nãy giờ là thấy hơi quải hờ đó, nãy giờ hành đâu mình không thấy, mình thấy toàn thấy ngựa không luôn rồi, hành đâu mình không có thấy mà toàn mà thấy ngựa thôi mà. Đây đây cưng, anh Thương trời, ngựa ngựa có đỡ hơn không mọi người ha, có đỡ hơn không, ngựa mà bự bự cũng được mọi người. Hồi nãy máy nha, tôi đi thăm tiếp cho mọi người xem nha. Thì ta bấm được ta. Trời ơi, có cực mọi người. Trời ơi trời, điểm mới được chắc có lý nha. Không dần có ai không. Trời ơi trời, thấy có cực, thấy mạnh thẻ lên chút đi mọi người. Ôi sao nhẹ nhẹ ta. Không có nặng nha. Ồ, em này cũng thoát mọi người. Em này chắc cũng to à mọi người. Trời ơi. Ồ, em này cũng to luôn rồi, da trời 600g không trời, da thòn luôn rồi, em này da thòn luôn, bắt cái ra nha mọi người, không có tào lão mới lao nha, chi chiết mà đây nha, đây là người ta, có thể em chắc vô vô nhất luôn rồi, trời ơi ăn ngủ được cái chót mọi người, dạ, mọi người thông cảm nha, ở đây nó chẹt quá chẹt rồi mình bắt không được mọi người, này còn chẹt quá chẹt rồi. Rồi, mình sẽ bắt cây luôn rồi. Cái này cũng to. Hên hên. Hút được hồi chót. Cái cuối cùng đến được nha, cũng to quá. Để tìm lên các bạn nha. Nhanh điểm coi. Đây. Trời em này chắc vô nhất mọi người. Rồi chắc vô nhất rồi. Chướng nha. Đây. Đây thôi bỏ vô luôn nha mọi người. Mình cũng xin kết thúc clip đi luôn mọi người. Xin chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc với gia đình nha. Thì cũng chân thành cảm ơn mọi người đã bỏ chân lại cho tiền đi thăm những cái bẫy mọi người. Hôm nay chiếm là phẩm của mình mọi người. Được 3-4 em hú ngựa vậy đó. Với 2 em hú hành, với em hú hành này mọi người. Là 3 em hú hành, 4 hú ngựa. Rồi. Rồi chúng chân thành cảm ơn mọi người nha. Hẹn mọi người trong những clip sau nha. Bye. 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 Bye.